thận trọng với viêm nhiễm phụ khoa khi mang thai. Viêm nhiễm phụ khoa khi mang thai là do lượng nội tiết tố trong cơ thể thai phụ tăng giảm đột ngột, hệ thống miễn dịch thay đổi, tạo môi trường thuận lợi cho các vi khuẩn xâm nhập và phát triển. Viêm phụ khoa khi mang thai có thể ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Các bệnh phụ khoa có thể gặp ở phụ nữ mang thai và gây ảnh hưởng đến thai nhi. Viêm nhiễm nấm Candida, biểu hiện khí hư trắng đục, lợn cợn hoặc đặc như màu sữa chua, âm hộ, âm đạo ngứa, đau kiểu bỏng rát. Việc điều trị viêm âm đạo khi mang thai do nấm Candida thường rất dễ dàng, tuy nhiên bệnh rất dễ tái đi tái lại nhiều lần. Viêm phụ khoa do nhóm vi khuẩn Bacteria vaginosis. Đây là bệnh thường gặp nhất đối với phụ nữ mang thai, cứ khoảng 5 người thì sẽ có một người bị nhiễm bệnh. Bệnh xảy ra khi các vi khuẩn tự nhiên sống trong âm đạo phát triển một cách quá mức trong thai kỳ do ảnh hưởng của sự thay đổi hormone. Biểu hiện: tiết dịch âm đạo chuyển sang màu xám, có mùi hôi tanh. Viêm âm đạo do lậu cầu khuẩn. Nếu thời gian ủ bệnh kéo dài, người mẹ sẽ gặp các triệu chứng như tiểu gắt, nước tiểu đục kèm theo mủ, da nhiều huyết trắng nặng mùi và đau vùng bụng dưới. Nhiễm HPV trước và trong thai kỳ. HPV là một loại nhiễm trùng qua đường tình dục, bạn sẽ có nguy cơ nhiễm virus HPV nếu bạn quan hệ với người nhiễm virus này. Những biểu hiện của virus HPV ở thai phụ: mụn cóc là những bướu thịt màu trên da mọc đơn lẻ hoặc thành từng cụm. Mụn cóc sinh dục phát triển trên âm đạo, âm hộ, cổ tử cung hoặc hậu môn ở phụ nữ. Mụn cóc thông thường hình thành trên tay hoặc hủ tay. Mụn cóc lanta xuất hiện trên gót chân. Tuy vậy, tình trạng nhiễm virus HPV khi mang thai sẽ không truyền cho thai nhi hoặc phát triển thành bệnh nhiễm trùng nào khác. Khi thai phụ gặp các dấu hiệu sau: huyết trắng da nhiều, khí hư có mùi hôi, khí hư có màu bất thường, ngứa vùng kín, đau rát khi đi tiểu, sưng đỏ hoặc mọc mụn nước xung quanh âm hộ, nước tiểu có màu đục, đau sau khi quan hệ tình dục, nên đến ngay khoa khám phụ khoa tự nguyện tầng 3, nhà B Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Số điện thoại đặt khám 1900 6922, bấm phím 5 để được thăm khám và điều trị.